Mời các bạn cùng chúng tôi tham quan một vòng chợ trời ở Mỹ. Hôm nay khu chợ trời này khá đông khách. Nơi đây người ta bán rất nhiều cây trồng. Bạn có thể mua về và trồng vào mùa xuân. Đa số những người bán cây ở đây là người Mỹ. Khu vực này bán rất nhiều đồ điện gia dụng. Các bạn có thể mua với giá rất rẻ. Đa số các hàng hóa ở đây đã qua sử dụng. Nhưng cũng có một số hàng còn rất mới. Đây là khu vực bán quần áo, các loại khăn. Một số các mặt hàng trang sức cũng có bán tại đây. Khu vực bán giày dép. Các loại nước hoa rẻ tiền. Giờ nó bày ra nó bán quá trời mấy cái máy.
các loại khung hình cũng có bán tại đây. Các loại trứng, rau, nha đam. Trồng cũng đâu có xài gì đâu, thấy thì khoái trồng vậy thôi chứ trồng đâu có xài gì đâu. Trồng để một nơi đây bán nhiều loại máy giặt, máy sấy quần áo. Mới tốt. Những dụng cụ làm vườn, những dụng cụ làm vườn khá nhiều. Các loại hoa trồng lại hàng năm, các loại rau cải. Ở nhà muỗng hộp nó đóng đó, cả muỗng ơi. Lên nhấp nháy lên đấy ơi, lát về đồ ăn ngồi gai qua bên Vũ xin cho đóng bển từ ngồi gai bé mua nhà Vũ cho đóng. Nơi bán các loại rau củ quả.